giờ sẽ bắt đầu đi nhé. Cây cân nia ong khói siêu to nhé mọi người. Đó, ôi trời. Quá là bự rồi. Đây mọi người, chào tới trên nào.
Giờ sẽ bắt đầu đi nhé. Đó, to không khoái kìa mọi người. Ui giời, quá là to luôn. Ui giời, hòn khoái siêu bự cả nhà ơi. Đây mọi người, quá là bự luôn nhé mọi người ơi. Wow, quá quê luôn. Đây này. Đó. Coi bầu mật nó như nào nhé mọi người. Wow, khá là phê nhé mọi người. Đây, bay bên này nhé mọi người. Wow, bờ mặt đây. Úi giời, quá đa luôn. Do là cây này khó quay á mọi người, nhiều cành á, vướng á. Đây. Ui xà, rất quê luôn, quá là tuyệt vời luôn. Đó. Nói chung là phần hoa vẫn hơi nhiều tí, nhưng mà bắt được rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Đó. Đây rồi. Do là có cành nhá nên là mình không thể quay được bên kia. Quá phê rồi. Ong rất chi là khủng, nhưng mà mùa này thì bầu mật như này đâu mọi người. Mùa này bầu mật như này ok lắm rồi. Mới vào mùa mọi người. Không thuận tay nhé, đây là tay trái mọi người. Ui giời, cành hơi vướng mọi người, khó cắt ạ.
Đó, xong rồi mọi người. Ui giời, bầu mặt đây mọi người. Rất phê luôn. Hả? À? Là kín đâu thế hả bò? Vậy là đã xong nhé mọi người. Một cây cân nia. Bò thôi chứ không có dám đi mọi người. Cây rất chi là to nhé mọi người. Hai người ôm mới hết được. Quá phê mọi người. Cùng coi bên này nhé mọi người. Ui xà. Hello mọi người. Đó mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình lại quay lại thăm cái cây này nhé mọi người. Khá là phê. Phê luôn. Cây rất chi là to nhé mọi người. Hai người ôm mới hết được. Wow. Tới cành mọi người. Quá đà luôn. Không biết có mật hay không thôi mọi người nhé. Wow.
Tham lại ong rừng già nhé mọi người. Qua đó mọi người. Biết có đặt được máy quay đấy không đi, không có mang đinh nhé mọi người, không mình sẽ đặt một máy quay đây. Wow, rất chi là phê luôn, quá đá luôn. Mới đó mọi người nghĩ xíu á, do cây rất chi là cao nhưng không xi nhê gì nhé mọi người. Chào mọi người. Liệu rằng có mặt không? Quá là phê nhé mọi người. Cây này quá đá luôn. Đó, tới đồ ong mọi người. Wow, quá là bự luôn nhé mọi người. Quá phê mọi người. À, mai đầy luôn. Quá là tuyệt vời nhé mọi người. Đây. Rất chi là phê. Đó. Đây là cây của nó rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Đó. Mình mang một găng tay lên chuẩn nhá. Wow, quá là thích luôn mọi người ơi. Và đó đi lọc quay. Mình đặt khói đây nhé mọi người. Lần này mình sẽ đem theo khói luôn. Wow, chưa bắn quét luôn rồi ạ. Quá đá mọi người ạ. Mọi người cùng coi con mặt không nhé mọi người. Ôi trời ơi, thật là không bó không mừng ạ. Còn bự cỡ này mà không bao công trèo luôn á. Đây. Wow, không bao công tí nào luôn. Cùng coi bên này nhé mọi người. Ui xà. Màu quá bé nhỏ luôn. Đây. Ôi xa. Wow, bò bé nhỏ quá mọi người ạ. Ôi xa. Thôi được bao nhiêu lấy bấy nhiêu mọi người ạ. Đó. Mặt chảy nhé mọi người. Thật chà chà, bé xíu mọi người ơi. À. Ui. Quá khói luôn.
quá đã. Thật là không bó công luôn mà lưới chèo tới rồi, bắt đại thôi mọi người. Quá phê luôn. Đó. Đây. Quá đá mọi người ơi. Nhưng mà nói chung là vẫn hơi nhỏ. Mình đã bắt xong tổ ong khói ấy, mọi người ạ. Giờ đang trên ngọn cây nhá. Ơi tổ này đã khá là bự mà bắt được tổ nhỏ xíu mọi người ạ. Đây ong này. Mảnh con rất chi là bự nhá. Nhưng mà tiếc là bầu hơi nhỏ mọi người ơi. Đây là cây của nó này, rất chi là phê luôn. Đấy nhá mọi người, chuẩn bị trèo một cây cân nia nhá. Bắt lại ong cú nhá mọi người. Hôm nay sẽ đi bắt lại một tổ ong cú mọi người. Đó mọi người, một tổ ong cú nhá, đôi keo chọc lóc thôi. Khá là phê cảnh này. Thật kịch cái này à. Wow. Ngoài kia mọi người ạ. Mới có mật không? Nó. Một tổ ong cú nhá mọi người. Bữa mình bắt mà cái máy quay nó bị lỗi mọi người ạ. Bố rất chi là to. Ong chưa tới mọi người. Đó. Tổ ong sắp tới nhé mọi người. Wow.
Bữa mình bắt là tới tận đó mọi người nhá. Nhưng mà bữa đó mình quay là cái máy nó bị lỗi mọi người. Cảnh rất chi là phê luôn. Đó mọi người, cây của nó mọi người. Mọi người cùng coi có mật không nhá. Chào mấy chú ông, mình tới rồi nhá. Coi có mật không. Ôi già, ôi già ơi, mật cả thấy đó mọi người ơi. Tổ này sẽ không ở nhá. Đó. Tổ này sẽ đi thôi. Đây. Wow. Tổ này không làm mật rồi. Đâu mọi người, bữa mình bắt ở đây này. Móm rồi. Đây hôm nay móm mọi người ạ. Tham tổ ong cú mà nó không làm. Móm thật rồi. Đó. Ong khá là phê mà nó không làm mật nhé mọi người. Đây này. Ui xả tiếp quá. Có vài giọt đây mọi người nhé. Chắc mình xuống rồi. Chả được mật. Sủi thế chứ lại. Mới lên đã xuống. Không được cống giọt mật nào xuống hết á mọi người. Đó. Ôi giời em này. Quá hiền luôn nhá. Chắc là nó cũng sắp đi rồi mọi người ạ. Đó, vừa mình bắt ổ mật rất kỳ là to. Nhưng mà mình đang quay thì tự dưng nó lối thể nhớ mọi người. Không có quay được nữa. Đây. Rất chi là phê luôn. Cây của nó đấy mọi người. Đấy mọi người. Thằng nào kiếm không được mấy tổ ong này. Nó núp ở trong bụi cây mọi người á. Bụi kèo á. Quá là thấp luôn mọi người ạ. Mà ông nào còn bắt được nhá mọi người. Đó, ông nào còn tinh tế hơn. Còn bắt được này mọi người. Rồi ôi, quá là thấp lắm mọi người ạ. Ông này thì chắc là hết chỗ ở đó mọi người. Bu cái gì mà bu thấp vậy trời. Đó. Mà ông nào rất chi là tinh mắt luôn. Cũng thấy trước rồi mọi người. Mà ra bắt nhá. Giờ mình thấy và mình xem lại có mật không thôi. Ui trời. Ông nào tinh mắt thế. Wow. Vẫn chưa có gì mọi người. Ong cũng khá là bự nhưng mà chưa có gì nhá. Đây này. Tiếc quá. Quá bự luôn. Nhưng mà nó không có gì á. Đây mình quét nó còn rơi đầy đây này. Wow, có lò quê luôn. Rất chi là ráo mọi người. Wow, khá là bự nhá. Đây còn một tới đây luôn. Cũng mẩn rất chi là to. Tiếc quá chú ông ơi. Rất là tuyệt vời. Rồi. Hôm nay móm rồi mọi người. Đây nhá mọi người. Đây. Một tổ ong khoái trên một cây cau nhá mọi người. Tốt trên ngọn đây luôn. Đó. Đó. Rất là khuê luôn. Quá cứng rồi mọi người ạ. Không dễ gì đóng lên được nhé mọi người. Ôi giời, căng rồi. Quá cứng luôn.
Trời ơi, đinh gì? Trời ơi, đinh à? Quá là nhiều kiến cay nhé mọi người. Tối tổ ong rồi. Đó. Có là phơi luôn.
Để mà trèo được lên đấy thì phải nói là cả một quá trình mọi người. Đây, tổ hóng siêu mini nhé mọi người. Đó, rất chi là phê luôn. Quá phê. Tổ này các nguyên bản là rất chi là đẹp luôn. Quá tuyệt vời nhé mọi người, đây này. Wow, một cây cao. Một cây cao đúng là rất chi là cao. Quá phê luôn mọi người ạ. Có một bụi lan ở đây nữa nhé. Đó, hỏng siêu phê mọi người ạ. Một tổ ong khoái siêu mini nhé mọi người. Phấn hoa nhiều thôi mọi người nhé. Một tổ ong khói siêu mini ở trên cây cao quá mọi người. Đây, cái này nếu mà cắt thì có thể cắt nguyên bản được nhé mọi người. Đây này, nhưng mà mình sẽ không cắt. Ồ, nhỏ xíu không ạ. Đó, ôi chà chà, quá phê. Đó, rất là lá luôn. Một tổ ong khoái tốt nó cau nhé mọi người. Vẫn phải gói nên không biết sẽ bắt kiểu gì đây mọi người. Thôi mình lấy mật cho nhé mọi người, do là không có gói được dưới mọi người.
Một tổ ong siêu mini. Bé tí tẹo tẹo thật mọi người. Đủ để mà chấm mấy quả bánh mì bữa sáng thôi nhé mọi người. Cà phê. Ong thì khỏi chê rồi. Bay đầy luôn á. Đúng là ông khoái cây cao mà. Cây cao. Đúng là ông khoái cây cao này.